Liên tiếp những vụ sạt lở đá xảy ra tại An Giang mà mưa lớn trên diện rộng chính là nguyên nhân. Cách đây không lâu, sạt lở núi dài kèm theo lũ quét đã gây thiệt hại nhiều tài sản và diện tích canh tác của bà con xứ núi. Thì mới hôm qua thôi, khu vực núi Ba Thê, những tảng đá nặng hàng tấn sạt xuống gây chia cắt giao thông khu vực. Trong khi các cơ quan chức năng thì đang khẩn trương để khắc phục thiên tai, một số đối tượng lại cố ý phao tin đồn mang màu sắc tâm linh để trục lợi. Những tảng đá khổng lồ nằm chắn hết con đường lên núi Ba Thê. Hòn đá đầu tiên lăn xuống núi vào ngày 17 tháng 8 vừa qua. Đến thời điểm này đã có 6 tảng đá nặng đến vài tấn nằm ở nhiều vị trí trên đường. Nguy cơ đá tiếp tục sạt lở là rất lớn. Sau khi tiến hành khảo sát, các cơ quan chức năng của tỉnh An Giang và huyện Thoại Sơn nhận thấy khu vực sạt lở vẫn chưa ổn định. Do đó, Ủy ban Nhân dân huyện Thoại Sơn quyết định phong tỏa hiện trường, nghiêm cấm người dân lên núi với bất cứ lý do gì. Sạt lở đá núi là hiện tượng tự nhiên. Thế nhưng những ngày qua, một số YouTuber, người chạy xe Honda ôm liên tục phao những tin đồn mang màu sắc tâm linh, mục đích đánh vào tâm lý hiếu kỳ của người dân để trục lợi. Tin đồn lan rất nhanh. Những ngày gần đây có rất nhiều người dân ở tỉnh khác phớt lờ cảnh báo nguy hiểm kéo đến xem đá rơi. Đồn nói có tiếng nổ lớn, khói bay rồi. Đồn nhiều lắm, người ta đi, người ta coi đông dữ dằn lắm. Rồi mấy ngày nay công an người ta lên, người ta chặn lên rồi, nó không có cho. Cục thứ nhất á, thì nó lúng ở chỗ cái lộ á, là sâu cả 2-3 tấc. Rồi bây giờ nó thêm 6 cái cục nữa, mà giống như là mình bưng để vậy. Nó không có thấy cái đá dụng cát đồ nó ở trên mà nó đưa xuống. Thành ra mình cũng muốn đến sát một bên để mình coi. Thông tin từ lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị trấn Ốc Eo, nguyên nhân đá núi Ba Thê bị sạt lở là do mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày. Tình trạng người dân khai thác dược liệu cũng khiến nhiều cây rừng bị chết, mục rễ khiến đá mất liên kết dẫn đến sạt lở. Hiện tại địa phương đang kiến nghị các cơ quan chức năng có giải pháp xử lý đá rơi, đá mồ côi để đảm bảo an toàn cho người dân. Riêng những đối tượng cố ý phao tin đồn thất thiệt, địa phương đang chỉ đạo lực lượng chức năng nắm tình hình để có biện pháp xử lý. Chúng tôi cũng đã cử cái lực lượng, nhất là lực lượng công an, nắm lại những cái số lượng mà có cái biểu hiện trục lợi trong cái việc này để có cái phương cách để xử lý, nhất là những cái YouTuber mà nó làm ảnh hưởng tới cái địa bàn. Thời gian gần đây, do ảnh hưởng mưa diện rộng nên trên địa bàn tỉnh An Giang xuất hiện tình trạng sạt lở đá ở nhiều nơi. Ngoài núi Ba Thê, lở đá còn xuất hiện ở núi Cấm, huyện Tịnh Biên. Hiện tượng này cũng xuất hiện ở núi Dài, huyện Tri Tôn hồi cuối tháng 7. Người dân cần phối hợp tốt với chính quyền để việc khắc phục hậu quả diễn ra thuận lợi, tránh tình trạng tin vào lời đồn thất thiệt, tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự tại địa phương.